Ok, thì chúng ta sẽ coi trận thủ lĩnh bầy cá cha đó, thủ lĩnh bầy cá cha quýnh với lại thanh niên YouTuber ăn hên mùa trước. Bây giờ khi mà thanh niên YouTuber này là lối chơi mà cái lối chơi mà tôi mới làm clip cho mấy anh em đó là chơi không cần tấp mà vẫn vô được tới tới 4 chiến khu. Thì tuần này coi thử là lịch sử có lặp lại hay không, chắc chắn là đéo rồi. Khi mà ông này có MK nha, đầu tiên là đội hình ông này có MK, mà tuần vừa rồi ông này có một trận là gặp cái người mà 190 triệu lượt chiến vẫn thắng nha. Tuần vừa rồi ông này gặp cái người 190 triệu vẫn thắng nha. Thì cái lối chơi này mà khi mà gặp thủ lĩnh bài cá cha không chơi chày nha, thủ lĩnh bài cá cha không chơi chày, không tướng meta, thua 70 triệu lượt chiến, thì có gửi gặp thủ lĩnh bài cá cha, thủ lĩnh bài cá cha trưởng như thế nào? Tôi nói là thanh niên này YouTuber này gọi ăn hên thôi mấy anh em. Thiệt, thanh niên YouTuber này ăn hên thôi, cho nên là vô mà gặp mấy thằng này vô là gãy hết. Du cầu cá cha mẹ Sikin quýnh với lại YouTuber bên kia có MK luôn nha, là cắm cùng chỉ kích của Sikin luôn rồi nha. Đây coi thử là dỗ bao nhiêu đam mấy anh em. Quạt 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 quạt. Ôi mẹ, một hút bên kia vô đam hết luôn mấy anh em à. Họ bên kia ôm Chikin luôn. Ủa nếu như con tù nhân Yuhi nó ôm con Chikin này thì có được follow up không? Có được không? Thì con MK này nó câu tơ cái follow up của con Chikin, mà nếu như con tù nhân Yuhi thì ôm vô có follow up không? Mỗi là có không? Có follow up không? Ôm Chikin nè, ôm Chikin rồi nè. Có không? Có follow up không? Có không? Có follow up cho con tù nhân Yuhi, lại follow up cho con Kinh luôn không? Ờ có không? Có không vậy đây nè? Mỹ ra sao này? Ờ đéo kiếu follow up mấy anh em à, đéo kiếu. Đéo kiếu. Nội tại bị con MK xóa rồi. Nội tại bị MK xóa rồi nè. Tại vì em nhớ là con MK này đặt vô trận là nó xóa luôn rồi, nó xóa cái cùng chi kích của con này luôn rồi. Rồi để con bạn mạnh tới đâu, để con bạn mạnh tới đâu. Nhưng mà tính ra trận này cô hay. Rồi follow này cũng bơm luôn. Mà sao thắng được trời mẹ, tôi không hiểu luôn tại sao ông YouTuber này cũng thu được cái đội hình cái rách này được luôn á. Mày đồ hình binh, đồ hình ông YouTuber này chó nhiều vi thức mà tôi không hiểu tại sao thua được luôn á. Tôi đang ngồi tôi tìm hiểu lý do vì sao không có thể thua được. Ủa có follow up à? Nó không để ý, không để ý, đang đọc chat, tôi đang dòm bên kênh chat mọi người, tôi dòm nghiêng gì, tôi đang dòm kênh chat, tôi không có dòm vô trong trận. Con Sonic chết luôn rồi kìa. Thế nào, sao mà thắng được vậy? Làm sao mà ông này có thể thắng được hay thế nhỉ? Ông hết nụ chứ bên kia cũng chết Sonic rồi mà. Bên kia cũng chết Sonic rồi mà mấy anh em, bên kia cũng chết Sonic rồi mà. Bên 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 ông YouTuber này còn full full khống chế luôn mà tôi không biết là tại sao mà có thể thua được hay thiệt. Tại vì bên bên kia là có tới hai khống chế là tù nhân du ý với lại MK. Mà từ lượt 2 tới lượt 5 mà trong khi đó con Sonic nó đã bị chết rồi. Chẳng lẽ con bơm này nó lật kèo tới mức mà mình nó có thể quýnh chết được 6 con ư? Có lẽ nào, mà chưa kể con chày bên kia còn phun máu nữa. Trận này win được đúng vô lý luôn. Ở bên kia nãy giờ còn chưa có lượt đánh nào hết luôn á, bị chó nãy giờ toàn quýnh bằng follow up mà. Nãy giờ toàn quýnh bằng follow up không á mấy anh em.
Thì tôi mới đặt câu hỏi nè, tôi mới ngồi thấy lạ nè, trận này mới lạ nè, mới ngồi coi này, đang ngồi coi để mình coi tìm được cái lý do chiến thắng nè. Nãy giờ bên kia Tùng quýnh bằng follow up không mẹ? À, mấy em để ý, mấy em coi bên kia quýnh Tùng bằng follow up không mẹ? Ngủ phải tỷ 7 đam à. Tỷ 6 à. Tôi coi không kịp luôn á. Tôi coi không kịp mấy anh em nổ mấy tỷ 6 tỷ 7 tôi coi không kịp mấy anh em ơi. Tôi coi không kịp mấy anh em ơi. Cái đam nó giật nhanh lắm. Mấy anh em coi like, mấy anh em coi kịp. Tôi coi đây coi không kịp. Bây giờ là con chày còn full 17 xe tách nè, còn 3 con nè, 1 tỷ 6 à. 1 tỷ 6 đam à. Ôi ôi ôi. Đúng là đủ ông vua đi hành gà. Vua hành gà với đi mà đủ. Con bơm này để mà vận hành nó cũng ngon lắm anh em, nhưng mà nó ra cùng tháng con Boros hơi khó. Cùng tháng con bắt con Boros. Mày con bơm này chắc phải 3 triệu công ha. Con bơm này chắc phải 3 triệu mới không ạ. 300 tôi thấy mới nổ. Tôi thấy mới nổ hình như phát 300 hay sao, 300 triệu hay sao, tôi thấy mới nổ phát 300 hay sao á. 300. Để kích nổ thêm phát nữa nè. Con chạy 11 nè. Chưa bị hết một đợt follow up này tôi mới tính đam lận. Quay. Ủa mấy ông cứ coi được sao kỳ lạ vậy ta. Mấy ông có thấy lạ không ạ? 11 chấm máu xám. Đúng không? Cái lúc mà chưa follow, cái lúc mà con bơm này nó hành động đúng không? Con bơm này nó hành động tuyệt kỹ nha mấy ông, coi lại cái đoạn này nha, cái đoạn này mình phải đặt câu hỏi nha. Là con bơm này nó hành động suy kỹ đúng không? Thì nó sẽ kéo follow up con kinh với lại con điên bóng lại kéo lượt này đi đúng không? Thì lúc đó con chày đang làm 11 chấm máu xám. Đúng không? Con chày này là 11 chấm máu xám nha. Rõ ràng nha, 11 chấm nha mấy ông tu lại ơi, mấy ông coi đồ đó là đúng 11 chấm máu xám nha. Mà không hiện đam coi đồ đó mấy anh em, 11 chấm máu xám nha mấy anh em coi. Tại máu xám MK nhiều lúc nó không hiện đam á. 11 chấm rồi giờ con chày hết mẹ rồi. Con chày cạn luôn nè, con chày con kinh nè. Con kinh bút cho con chày không lên máu được luôn nha. Là mấy ông coi nha, là con chày đã hết giới hạn máu tối đa luôn nha. Bọn kia yếu quá nên ăn năm chuẩn rồi. Tôi nghĩ là bọn bây giờ là cái độ này là con chày nó không lên máu nữa luôn, là con chày hết máu mẹ luôn rồi. Má vãi cứt à, 11 hay 13 gì đó mà làm một hơi bay hết luôn à. Mày kinh vãi à. Má tính ra ông này đủ đi BK với những thằng mà lực chiến yếu hơn nhìn đa bảo nha. Đúng rồi, tại vì anh coi là con chày này còn một đống máu luôn mẹ, một đống máu xám luôn mẹ. Mà chưa gì vô bị combo phát chết hết sạch luôn. Một lượt follow up thấy hết sạch máu luôn rồi. Đang hút xong là nổ 1 tỷ 8 à, anh không coi đam được. Cái này chắc mấy anh em coi, mấy anh em coi trên like, coi like, coi đam thôi chứ tôi chịu mấy anh em ơi, đủ. Cái này chắc để like xong tôi quay video xong rồi tôi coi lại mấy anh em ơi, tôi coi lại cái đoạn nó nổ mấy anh em. Mọi người đang nhìn thấy tôi.
Ủa mấy em coi được cái nổ đam không vậy? Cái độ mà đồ, còn ba con á nha. Cái độ mà còn ba con nó nổ 1.8 tỷ à. Tại vì anh thấy cái độ 3 con anh thấy nó không hiện đam. Cái độ mà còn ba con cái lúc mà con chạy này nó còn 10, 11 hay 13 thanh bóng xám á, nó nổ à. Nó nổ, có nổ đam à. Bây giờ anh nhìn không kịp tại vì nó follow up hay lầm luôn mà. Nó không có nổ đam nha, cái độ đó anh nhớ nó không có nổ đam, anh thấy con chạy từ 11 xuống 13 thôi. Mọi người coi kỹ lại cái độ đó đi. Có 1.8 tỷ không? Cái độ mà còn 3 con đó nha. Từ để tôi phao phao rồi lại. Từ từ phải chết 3 mấy anh em, chết 3 mấy anh em. Chết.